Đó là một vài hình ảnh đã trở nên quen thuộc với những thành viên chúng tôi trên những chặng đường mà chương trình Nối Nhịp Nghĩa Tình tìm đến với những mảnh đời, những số phận. Những món quà mang giá trị lớn về tinh thần lẫn vật chất đã được trao. Chúng tôi đã cùng vui lây với niềm hạnh phúc của những đứa trẻ sớm chịu cảnh mồ côi. Ánh mắt ngây thơ, trong trẻo đã đón nhận tình yêu thương của mọi người, thay bố, thay mẹ sưởi ấm. Chúng tôi đã thật hạnh phúc khi chứng kiến những con người mang căn bệnh hiểm nghèo đã có cơ hội được sống. Bởi tình thương đã được trao kịp thời, đúng địa chỉ, đúng mục đích. Chúng tôi cũng đã quá xúc động khi chứng kiến những người mẹ già vơi bớt nhọc nhằn, khổ đau của số phận. Bởi những manh áo ấm, chiếc chăn, lon gạo đã làm ấm lòng mẹ trước những trăn trở về số phận không may. Để có được những thước phim chân thật này, đó là nhờ sự kết nối của chương trình với những mạnh thường quân. Nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã thắp sáng thêm tình yêu thương của cộng đồng dành cho những phần đời, phần người. Chúng tôi đã đồng hành với là chương trình, thì thấy là cái chương trình này rất là thiết thực. Đài truyền hình đã tổ chức cái chương trình này thì cũng giống như là gọi là cứu lửa gần cho những hộ nghèo. Mình rất là thỏa mãn là mình được giúp cho những hộ nghèo. Qua quá trình là gần 10 năm thì tôi rất sung sướng là tôi thấy là chương trình càng ngày càng phát triển và chương trình này là rất là hay, và coi như cũng cảm ơn là đài truyền hình đã đưa chúng tôi đến với những hoàn cảnh như vậy. Chứ còn nếu như mà không có phương tiện của đài truyền hình thì chúng tôi không bao giờ đi đến được những hoàn cảnh từ núi rừng cho tới biển cho tới ruộng đồng, và bao nhiêu ngày lội lụt rồi những cái leo đồi rất là khó khăn, và có những hoàn cảnh là họ nhờ những cái đóng góp của nhiều chung tay của nhà từ thiện ở trong và ngoài nước bây giờ đã lan tỏa ra, thì là cuộc sống của họ có những gia đình được kéo dài và có thể vượt qua được cái khó khăn. Cũng đã có những chuyến đi mang nhiều giây phút lặng lòng mình. Đó là khi nhận tin những người mang bệnh hiểm nghèo không thể vượt qua được sự khắc nghiệt của số phận. Và đã có những con người bệnh nặng giờ đã được các tổ chức từ thiện tiếp nhận điều trị miễn phí. Cứ thế, mỗi chặng đường đi qua, cánh tay nghĩa tình đã đang ngày một vươn xa khi đã kết nối được những tấm lòng khắp mọi miền đất nước. Đó là những con người xa quê hương nhưng luôn hướng về những số phận đang rất cần sự đồng cảm, đồng viên, tiếp sức, nhường cơm sẻ áo. Đó là những con người dẫu còn lắm khó khăn nhưng đã biết hy sinh, chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tất cả đã tạo ra hình ảnh mang đầy cung bậc cảm xúc của những chuyến đi. Là một doanh nghiệp mà tư nhân ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thấy chương trình Nối Nhịp Nghĩa Tình rất là lâu lắm rồi, nhưng mà 2 năm nay tôi mới có điều kiện để tham gia cùng chương trình. Chương trình đến rất là kịp thời và giúp đỡ cho được rất là nhiều trường hợp, và tôi hy vọng là cái chương trình này, đài chương trình Nối Nhịp Nghĩa Tình của đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế sẽ phát triển nhiều hơn, rộng rãi hơn và được đóng góp từ nhiều nhà hảo tâm hơn. Và cũng song song với chương trình thì tôi cùng với doanh nghiệp Phở Quân sẽ cố gắng đồng hành và phát triển và cùng với chương trình. Tôi là người Huế và ở Huế, thành doanh nghiệp của chúng tôi, mỹ viên của chúng tôi là cũng thành lập 30 năm nay rồi. Vì chưa nhờ cái chương trình Nối Nhịp Nghĩa Tình đã chạm đến trái tim tôi mới hiểu được những người nghèo khổ trong dân Huế mình quá nhiều, không có gì hơn. Tôi muốn gửi gắm đến chương trình là đúng là những người rất là có tâm đã tìm ra được những cái hoàn cảnh rất là xứng đáng và thiết thực, thì không có gì hơn. Tôi mong chương trình luôn luôn tiếp tục để những người gặp hoàn cảnh khó khăn được gọi là
được giúp đỡ. Chương trình này là mình thấy là tìm hiểu rất là kỹ càng để mà thấy rõ được cái từng cái hoàn cảnh khó khăn và chạm được tới trái tim của những cái người mà theo dõi. Mình rất là mong những cái khán giả mà được xem chương trình đó có một chút tấm lòng để ủng hộ được những cái người khó khăn đó, để cho họ, mình giúp đỡ họ được vượt qua ngay cái lúc mà khó khăn nhất của họ, để cho họ có thể đứng lên để mà có thể an lạc và hạnh phúc hơn trong cuộc sống của họ. Cho đi tình yêu thương và nhận lấy nụ cười hạnh phúc. Thông điệp đó đã luôn song hành cùng với chiếc cầu nối nghĩa tình trên những chặng đường. Đồng cảm và sẻ chia. Trong năm 2018, đã có 52 gia cảnh với những cảnh đời khác nhau được ống kính chương trình ghi lại. Đó là những em bé nghèo mồ côi, hiếu học. Đó là những người con đang gặn gồng vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo. Đó là những người nghèo không nơi nương tựa, gặp khó khăn, thiên tai, bão lũ. Đã có hơn 1,5 tỷ đồng cùng hiện vật đã được trao tận tay cho những mảnh đời, tạo cho họ thêm điểm tựa lúc họ cần nhất. Hồi tù rồi lan tỏa, tình yêu thương ngày được kết nối nhiều hơn với những số phận không may mắn. Nó đã thắp ngọn lửa niềm tin cho những phần đời đang trên bước đường vật lộn mưu sinh với cuộc sống, và kể cả sự giành giật tính mạng từng phút, từng giây. Đối với người nghèo thì quá tốt, vì được hỗ trợ cho được một số tiền để cho nuôi cho con cái ăn học, vì là chữa bệnh chữa rồi thì là rất tốt. Quá thương người nghèo, quá gắn bó cho người nghèo để giúp đỡ cho người nghèo để vươn lên cuộc sống của tôi. Đối với người nghèo thì chương trình này theo tôi á, thì tôi cũng được biết, tôi cũng là thường xuyên á, là quay ở trên truyền hình á, thì đối với người nghèo thì chương trình này thì theo tôi thấy quá đặc biệt, là vì rằng họ giúp cho những cái người nghèo khó khăn á, là luôn luôn á, là có một là cuộc sống ổn định. Đó. Cho nên là theo tôi thì tôi thấy chương trình này riêng tôi thấy rất tốt. Lại bắt đầu những chuyến hành trình mới trong năm 2019, cũng là năm thứ 11 thực hiện chương trình nội dịp nghĩa tình. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, thực hiện vai trò là chiếc cầu nối của mình. Hăm hở, hào hức và xông pha. Bởi ai cũng hiểu rằng, phía trước bầu trời bao la này, vẫn còn quá nhiều mảnh đời đang chờ đợi để đón những bước chân thiện nguyện. Dù nắng hay mưa, dù con đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, mọi mệt nhọc khó khăn sẽ xua tan nhanh. Chúng tôi tin rằng phía trước con đường kia là những ngôi nhà mới sẽ tiếp tục được xây dựng, sửa chữa. Các căn bệnh hiểm nghèo sẽ được cứu chữa, điều trị kịp thời. Những em thơ thiếu ăn thiếu mặc, vẳng vòng tay chăm sóc của cha mẹ sẽ đón nhận hơi ấm tình thương từ cộng đồng. Và cả những giấc mơ được đến trường của những học sinh nghèo hiếu học trở thành hiện thực. Mọi người đều có một niềm hạnh phúc của riêng mình. Riêng với chương trình nội nhịp nghĩa tình, chúng tôi đã chọn cho mình những niềm hạnh phúc đơn sơ, giản dị. Trao tình yêu thương để nhận lấy nụ cười hạnh phúc.